Thúy Nga sau nhiều năm ở Mỹ, ngoài biệt thự 112 cửa sổ còn có căn hộ nhỏ khang trang. Có những lúc mà Nga đi vắng, không có ở đây, vẫn có người chăm sóc, có cái chị ở trong nhà đó, chị khách theo nhà cho Nga. Thúy Nga được biết đến với hình ảnh danh hài nổi tiếng từ Việt Nam đến hải ngoại. Nhiều năm qua cô định cư ở nước ngoài nhưng vẫn hoạt động nghệ thuật ở cả hai nơi. Thúy Nga còn là một đại gia sở hữu loạt bất động sản trên cả Việt Nam và quốc tế. Định cư tại Mỹ hơn một thập kỷ, nữ danh hài đã tích góp được một số tài sản khủng. Trong đó phải kể đến việc cô bạo tay chi hàng triệu đô để sở hữu biệt thự tại Mỹ. Căn biệt thự của Thúy Nga được ví như một dinh thự vàng với tông vàng ấm áp làm chủ đạo, có ba khu lớn nhỏ. Trước biệt thự là khoảng sân vườn rộng lớn bao phủ bởi một mảng xanh mát. Hơn nữa, biệt thự còn được thiết kế với 112 cửa sổ lớn nhỏ, thậm chí còn quá rộng đến mức cô không xác định được có tổng cộng bao nhiêu căn phòng. Căn biệt thự được thiết kế thoáng đãng trên một khoảng không rộng lớn. Bước vào phía bên trong của dinh thự vàng, không gian trưng bày một số món decor độc lạ và mang nét Á Đông đặc trưng. Biệt thự được Thúy Nga thiết kế với sàn gỗ tạo sự sang trọng cổ điển. Tường màu trắng và đồ nội thất lại có màu ghi xám tạo sự hài hòa. Phòng khách được trưng bày nhiều tranh ảnh và đồ lưu niệm. Thúy Nga đã để rất nhiều tượng Phật được chạm khắc tinh xảo. Bên cạnh căn biệt thự với tổng cộng 112 cửa sổ từng gây xôn xao trên các diễn đàn, Thúy Nga thường chia sẻ khoảnh khắc mình và con gái cưng sống trong một căn hộ khá khang trang. Được biết, nơi này thuộc tiểu bang California ở Mỹ. Không gian sống của nữ nghệ sĩ được bài trí rất nhiều cây xanh, có cả khoảng vườn nhỏ để cô làm nơi hóng gió. Theo đó, Thúy Nga là người hướng Phật. Cô rất thích sưu tầm các tượng Phật và đặt ở nhiều ngóc ngách trong căn hộ. Cách bài trí này giúp cho chủ nhân cảm thấy thoải mái, ấm áp mỗi khi về đến nhà. Tông màu chủ đạo của căn hộ là trắng đỏ, tạo cảm giác khá rực rỡ. Toàn căn hộ đều ngập tràn cây xanh. Dù là nghệ sĩ nổi tiếng có kinh tế ổn định, nhưng Thúy Nga có lối sống khá đơn giản và bình dị. Cô không mua sắm quá tay mà chỉ thích những món đồ bình dân hoặc các vật trang trí theo đạo. Trước đây, nữ nghệ sĩ từng gây chú ý khi muốn trải nghiệm cuộc sống của người vô gia cư. Điều này xuất phát từ sự đồng cảm, thương cho những mảnh đời thiếu thốn sau những chuyến đi từ thiện. Thúy Nga là một nghệ sĩ được săn đón, cô chăm chỉ chạy show, do đó số tiền mà cô kiếm được cũng không hề nhỏ. Nỗ lực lao động và cống hiến cho nghệ thuật, danh hài ngày càng tích lũy thêm vào khối gia tài đồ sộ. Tại đất nước cờ hoa, cô có một cô con gái và cho con học tại một trường danh tiếng. Theo những thông tin ghi nhận được, học phí của trường mà con gái Thúy Nga học dao động từ 9.305 đến 12.118 USD, khoảng 215,7 đến 280,8 triệu đồng, tùy theo từng cấp bậc học. Hơn nữa, khi chuyển cấp, học sinh sẽ phải đóng thêm 75 USD, khoảng 1,7 triệu đồng phí đăng ký nhập học, chưa kể các chi phí khác như ăn trưa, tiệc thuê dụng cụ trong buổi trực ban toàn trường. Không chỉ vậy, trên YouTube, nữ diễn viên còn thường xuyên cập nhật những hình ảnh ăn uống sang chảnh cùng bạn bè, cũng như sử dụng và trải nghiệm xe hơi đắt tiền. Có lần khi cùng Lê Anh Vũ ngồi trên chiếc siêu xe cửa chéo có giá trị khoảng 450.000 USD, thì cô cũng cho biết bản thân đã từng được trải nghiệm chiếc xe cửa chéo này một lần, nhưng không cùng thương hiệu. Có thể nói, sau thời gian dài hoạt động nghệ thuật, Thúy Nga đã tích lũy cho mình khối tài sản đáng ngưỡng mộ không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài. Còn bạn nghĩ sao video này? Hãy để lại một bình luận cho Giang biết với nha. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.